Xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, Như Huyền. Good morning, anh Trọng, và chào tất cả những quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 61 độ, thưa quý vị, tại Westminster. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là, như quý vị thấy trên màn ảnh đó, là 59 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 70 độ, lên tới có thể 71 độ. Và buổi sáng có nhiều mây, thì trưa chiều thì trời nắng và có mặt trời ra và ấm hơn. Và nhiệt độ ngày hôm nay là thấp nhất là 55 độ. Kính thưa quý vị, là duyên nhiên khí hậu và thời tiết thì có thể nói đến lúc này chúng ta đang được hưởng một cái mùa rất là tuyệt vời. Không có mưa, không có gió, không có bị những cái cơn lốc như tất cả những tiểu bang ở miền Nam. Bây giờ thì chúng ta lo đến một cái vấn đề mà có thể diễn ra rất nhiều ở vào những cái gọi là cái lúc vào cái mùa này rất nhiều mà nhiều người lo lắng. Kính thưa quý vị, đó là những nạn cháy rừng mà thôi. Một trong những sự kiện sáng nay thì quý vị cho phép chúng tôi đi tới với thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ như thế nào. Sáng nay thì có lẽ tất cả những người tham gia thị trường chứng khoán sáng nay mở mắt ra thì đã thấy một cái vào những cái gọi là cái lúc vào cái mùa này rất nhiều mà nhiều người lo lắng. Kính thưa quý vị, đó là những nạn cháy rừng mà thôi. Đang nằm ở 26.380.97. Trong lúc đó thì Nasdaq có thể nói có một cái hy vọng hơn vì họ đã lên được 34 điểm sáng nay và chỉ số của Nasdaq lên tới 8.139. Trong lúc đó thì S&P 500 vẫn còn bị mất đi cỡ khoảng 2 điểm mà thôi. Tuy nhiên chỉ số của họ vẫn nằm ở 2.924. Kính thưa quý vị, đó là một vài tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua thị trường chứng khoán vào sáng nay. Bây giờ thì việc trước tiên Như Huyền muốn bắt đầu chúng ta đi vào những cái sự kiện quan trọng gì đầu tiên này. Qua cái ly cà phê sáng nay chắc là chúng ta phải nói đến một trong những sự kiện mà đã gây nhiều tai tiếng và rất nhiều người nói đến nhiều, đó là vấn đề nổ bom vào hôm lễ phục sinh tại Tích Lan. Đến bây giờ thì kẻ chủ mưu vụ đánh bom là ai? Và tại sao họ lại đánh bom? Và đến bây giờ thì người ta có bắt được kẻ chủ mưu hay là không? Đó là một vài tin tức mà tất cả quý vị cần nên chia sẻ sáng nay với ly cà phê sáng, thưa Như Huyền. Sri Lanka hôm 23 tháng 4 đã xác nhận Ashraf Anahem Ibrahim, 38 tuổi, và Ahem Ibrahim, 36 tuổi, là hai anh em trong một gia đình Hồi giáo giàu có. Có kẻ chủ mưu là vụ đánh bom chủ nhà thờ và khách sạn khiến ít nhất là 359 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong cái lễ phục sinh vừa qua. Và Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan đã cho biết là cảnh sát sẽ tiếp cận nhà của hai nghi phạm ở thủ đô Colombo. Một phụ nữ đang mang thai được xác định là Fatima Ibrahim đã kết đai bóp tự sát và giết chết cô ta cùng với ba đứa con, và ba cảnh sát cũng thiệt mạng trong cái vụ nổ đó. Fatima được cho là người vợ của Iham, là một trong những 9 kẻ chủ mưu cho vụ đánh bom. Tuy nhiên, theo hãng Reuters cho biết, các nguồn tin cho rằng Iham đã kích nổ quả bom khiến anh ta cùng vợ và ba đứa con thiệt mạng. Kính thưa quý vị, đặc biệt là danh tính của hai kẻ chủ mưu được công bố đã gây sốc, gọi là tất cả và là rất là ngạc nhiên trong cộng đồng của khắp nơi ở trên thế giới. Cha của Insam và Inham Jonas là đã điều hành một cái công ty rất lớn giàu có ở tại Colombo. Họ chuyên về nghề xuất khẩu gia vị và đã nổi tiếng từ lâu. Họ đã tham gia rất nhiều các hoạt động từ thiện. Jonas đã bị cảnh sát bắt để điều tra nghi vấn là liệu có vấn đề hỗ trợ cho các con trai của mình trong vụ nổ mà có thể nói gây tiếng tăm lớn ở trên thế giới vừa qua, trong những ngày vừa qua hay không. Iham và Ishab đều là thành viên chủ chốt của một cái tổ chức có tên là National Tawhid Jamaat. Đây là một trong những tổ chức Hồi giáo cực đoan ở tại Sri Lanka. Tuy tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng là nhận trách nhiệm vụ tấn công về vụ nổ vào những ngày lễ phục sinh ở tại Tích Lan, tuy nhiên chính quyền của Tích Lan đã khẳng định NTJ là mới là thủ phạm chính của vụ đánh bom. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà chúng ta thấy hơi nghi ngờ. Có tin thì cho rằng là cái người vợ của kẻ chủ mưu đánh bom kích cái bom nổ để chết trong lúc bà mang thai và ba đứa con. Tuy nhiên, tất cả những cái video ghi lại thì cho rằng chính người thủ phạm đã kích bom nổ và giết chết người gọi là vợ của mình. Tuy nhiên, tất cả những sự kiện cũng vẫn đang còn nằm vòng điều tra. Đó một vài tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sáng nay, đặc biệt nhất qua vụ nổ ở tại Tích Lan trong những ngày vừa qua. Bây giờ thì quý vị cho phép chúng ta trở lại một trong những sự kiện mà có thể nói rằng là người ta đang nghĩ tới liệu một vị phó tổng thống, một vị thượng nghị sĩ năm nay 76 tuổi, liệu có còn đủ sức để lãnh đạo Hoa Kỳ vào cái thập niên tới đây hay là không?
Kính thưa quý vị, đó vào năm 2020, cuộc tranh cử tổng thống sẽ được diễn ra. Nếu ông Joe Biden có thể nói rằng là người ta đang nghĩ tới liệu một vị phó tổng thống, một vị thượng nghị sĩ năm nay 76 tuổi, liệu có còn đủ sức để lãnh đạo Hoa Kỳ vào cái thập niên tới đây, sự của những vị tổng thống Hoa Kỳ. Và trong một nhiệm kỳ 4 năm thì ông có thể làm đến chức vụ tổng thống vào năm ông 82 tuổi. Thì kính thưa quý vị, liệu chúng ta có thể tin tưởng vào khả năng sức khỏe của một người như vậy hay không? Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi không vấn đề kỳ thị người nào lớn tuổi hay trẻ tuổi. Nhưng tất cả những sự kiện chúng tôi trước khi đưa ra một cái tin đặc biệt, kính thưa quý vị, đó là ông Joe Biden, cựu phó tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, đã chính thức tuyên bố tham dự vào vòng tranh cử tổng thống năm 2020 bằng một băng video hôm qua. Ông đã cho biết như thế nào, thưa Như Huyền? Sau nhiều năm thăm dò và vận động, cựu tổng thống Joe Biden, như anh Trọng cũng đã nói, tuyên bố hôm thứ Năm ông sẽ khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống thứ ba của mình, ngay lập tức tham gia các cuộc đua với tư cách là người đi đầu trong số hơn một chục ứng cử viên dân chủ lớn đang tìm cách từ chối tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai này. Và chúng tôi đang trong cuộc chiến vì linh hồn của quốc gia này, ông nói trong đoạn băng video dài gần 4 phút. Nếu chúng tôi cho Tổng thống Donald Trump 8 năm ở Nhà Trắng, ông sẽ thay đổi mãi mãi và bản tính cách của quốc gia này, đang tìm cách từ chối Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai này. Và chúng tôi đang trong cuộc chiến vì linh hồn của quốc gia này, ông nói trong đoạn băng video dài gần 4 phút. Ông là một người thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Delaware, có thể nói đây là một vị thượng nghị sĩ cũng là thâm niên ở tại Thượng viện của Hoa Kỳ. Trong kỳ tranh cử vừa qua thì ông đã không muốn tham gia và để cho bà Hillary Clinton tranh cử với tư cách là đại diện cho đảng Dân Chủ. Và đến bây giờ, theo lời ông nói, thì nếu chúng tôi cho Tổng thống Donald Trump thêm 8 năm nữa ở Nhà Trắng, ông sẽ thay đổi mãi mãi và căn bản tính cách của quốc gia này, và chúng ta không thể đứng cạnh để theo dõi điều đó xảy ra. Ông nói rằng nếu ông Trump làm Tổng thống trong 8 năm nữa thì chúng ta không thể để theo dõi như vậy được, mà cần phải là can thiệp vào và trở thành vị Tổng thống thay thế ông Trump. Không giống như tất cả, hầu hết các đối thủ cạnh tranh tính cách của quốc gia này, và chúng ta không thể đứng cạnh để theo dõi điều đó xảy ra. Ông nói rằng nếu ông Trump làm tổng thống trong 8 năm nữa thì chúng ta không thể để theo dõi như vậy được, mà cần phải là can thiệp vào và trở thành vị tổng thống thay thế ông Trump. Không giống như tất cả hầu hết các đối thủ cạnh tranh có tên của đảng tổng Donald Trump. Đoạn video mở đầu tại thành phố Charlottesville. Chắc quý vị đã biết thành phố Charlottesville là tại tiểu bang Virginia, là một trong những thành phố đã khởi lên vụ đụng độ dữ dội giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người biểu tình da trắng, mở ra tại thành phố Charlottesville vào năm 2017. Ở tại chính nơi này, video mở đầu tại thành phố Charlottesville. Chắc quý vị đã biết thành phố Charlottesville là tại tiểu bang Virginia, là một trong những thành phố đã khởi lên vụ đụng độ dữ dội giữa những người theo chủ ngh�ổ dân tộc và những người biểu tình, khi nói rằng đó đổ lỗi cho bạo lực và rơi vào chỉ phía nhiều phía. Kính thưa quý vị, ông Joe Biden đã chọn thành phố Charlottesville là một trong những thành phố đã có những cuộc đụng độ giữa những người da trắng chủ nghĩa và những người biểu tình và gây nên một cái chết. Và chính ở cái địa điểm đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra một cái nhận xét mà hầu như không mấy làm hài lòng của dân chúng Hoa Kỳ. Đó là vấn đề ông đổ lỗi cho đến từ nhiều phía chứ không phải riêng một phía của những người da trắng. Ông Biden là một trong những nhà, có thể nói là một nhà tư bản. Lẽ dĩ nhiên ông không phải trở thành là một tỷ phú, nhưng ông cũng có thể nói là một trong những cái khuôn mặt có rất nhiều tiền ở tại tiểu bang Delaware. Nếu quý vị hiểu biết rằng tiểu bang Delaware là một trong những tiểu bang và đứng đầu về cái ngành gọi là nhà băng. Tất cả các nhà băng đều ở Delaware rất nhiều. Ông Joe Biden cũng cho biết rằng ông đang trở thành là một tỷ phú, nhưng ông cũng có thể nói là một trong những cái khuôn mặt có rất nhiều tiền ở tại tiểu bang Delaware. Nếu quý vị hiểu biết rằng tiểu bang Delaware là một trong những tiểu bang mà đứng đầu về cái ngành gọi là nhà băng. Tất cả các nhà băng đều ở Delaware rất nhiều. Ông Joe Biden cũng cho biết rằng ông đang tranh cử tổng thống vì mọi ưu thế về nền dân chủ của Hoa Kỳ đang bị đe dọa dưới ủng hộ Latin. Kính thưa quý vị, ông không quên cái số cử tri của Latino. Thành bởi thế, ngày hôm qua trong cái đoạn văn, ông đã nói một đoạn bằng tiếng Latin.
Trong khoảng một năm, nhiều nhà hoạt động và những nhà tài trợ, cử tri của đảng Dân Chủ đã khuyến khích ông Biden giữ chức phó tổng thống trong 8 năm dưới thời tổng thống Obama, tham gia cuộc đua rất là nhiều người và giành được đề cử và cản trở cuộc đấu giá của tổng thống Trump vào năm. Qua trong cái đoạn văn, ông đã nói một đoạn bằng tiếng Latin. Trong khoảng một năm, nhiều nhà hoạt động và những nhà tài trợ, cử tri của đảng Dân Chủ đã khuyến khích ông Biden giữ chức phó tổng thống trong 8 năm dưới thời tổng thống Obama, tham gia cuộc đua rất là nhiều người và giành được đề cử và cản trở cuộc đấu giá của tổng thống Trump vào năm 2020. Mặc dù không có chính thức tuyên bố, cho đến thứ năm, Biden vẫn dẫn đầu một số cuộc thăm dò ý kiến trong cử tri chính và chỉ có thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders tiến gần. Trong thời gian gần đây thì có thể nói ông cũng bị gần một số phụ nữ nói rằng ông đã chạm vào họ và không thích hợp trong các điều kiện vào những năm vừa qua. Kính thưa quý vị, đó là hai cái vấn đề chúng ta chờ xem khi mà ông đã bước vào gọi là cái vũ đài chính trị này, ông sẽ đối diện với tất cả những chỉ trích và tất cả những tấn công dồn dập đến từ phía đảng Cộng Hòa. Mà trong hai vấn đề then chốt của ông là ông 35 ở Thượng viện, ông đã làm gì cho cái tổ quốc quê hương của chúng ta? Đồng thời với 8 năm phó tổng thống, ông đã đích thực có phải là một người đã dẫn dắt quốc gia Hoa Kỳ này hay không? Và đồng thời tất cả những sự kiện liên quan đến phụ nữ, liệu ông Biden có những câu trả lời thích đáng cho những cử tri trong cuộc tranh cử của ông hay không? Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Quý vị, vào ngày 26 tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội, cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã diễn ra. Tất cả các phóng viên, trên 3.000 phóng viên đã tề trụ tại Hà Nội chờ đón một cái cuộc gọi là hòa bình tại bán đảo Bắc Triều Tiên được ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên, sự kiện đã không thành công. Nhưng hôm nay thì lại một sự kiện diễn ra ở miền, một trong những cái lãnh thổ ở miền của Nga, xa xôi của Nga. Nhưng kính thưa quý vị, đó là lãnh tụ Triều Tiên gặp Tổng thống Vladimir Putin. Và đây là một trong những cái lời nói mà ông đã được đưa ra. Đây là phối hợp lập trường giữa Nga và Bắc Hàn. Tất cả những sự kiện đã được liên tục diễn ra và Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết hôm thứ Năm, họ đã có những buổi nói chuyện tốt về những nỗ lực chung của họ để giải quyết một cuộc đình chiến đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Vladimir Putin đề nghị rằng trong khi cả Nga và Mỹ đều muốn phi hạt nhân hóa, chính quyền Trump sẽ phải thực hiện các thỏa hiệp lớn hơn mức độ sẵn sàng cho đến nay để biến đó thành một cái gọi là thành quả tốt đẹp cho nhân loại. Sau khi nói chuyện với ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Nga cho biết Triều Tiên sẽ cần các bảo đảm an ninh rõ ràng và ông nói các nước khác phải đưa ra các đàm phán vì các thỏa thuận song phương sẽ không là hội đủ cho một cái cuộc hòa bình ở tại bán đảo Bắc Triều Tiên. Chuyến đi đầu tiên của ông Kim tới Nga diễn ra vào khoảng 2 tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và Tổng thống Donald Trump đã thất bại vì những tranh chấp về lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ lãnh đạo ở miền Bắc và các cuộc đàm phán đã bị đình trệ giữa chế độ ông Kim và Hoa Kỳ kể từ đó. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu có những bước giải quyết lớn hơn từ khi ông Kim trước đó đã dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Với sự thất vọng của ông Kim Jong-un về sự bế tắc, ông Putin đã nắm bắt cơ hội để cố gắng mở rộng một cái đầu mối của Nga trong khu vực và có thêm đòn bẩy với Washington bằng cách cố gắng khơi dậy chính sách ngoại giao mới giữa ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un. Ông Putin cho biết rằng ông sẵn sàng chia sẻ tất cả các chi tiết cuộc gặp hôm nay với Tổng thống Donald Trump và đồng thời bổ sung rằng không có gì bí mật để chúng ta cần phải bật mí chuyện đó. Hội nghị thượng đỉnh giữa Putin và ông Kim thì lẽ dĩ nhiên Tổng thống Nga Vladimir Putin phải nói chuyện với các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sau khi có một cái gọi là cái buổi lễ được trang trọng diễn ra. Ông Putin đã trao cho ông Kim Jong-un một cái thanh kiếm trong cuộc gặp ở tại Vladivostok. Tuy nhiên là những sự kiện gọi là nghi thức ngoại giao đã được diễn ra. Và kết thúc một ngày nói chuyện với nhau hình như có vẻ thân mật, ông Kim lại tặng cho ông Putin một thanh kiếm Hàn Quốc. Và anh ta đã nói, đại diện cho sức mạnh, đại diện cho linh hồn của tôi và linh hồn của nhân dân chúng tôi, những người hỗ trợ bạn. Kính thưa quý vị, trong tất một đêm có một cái bữa dạ tiệc thì âm nhạc cổ điển Nga cũng như tất cả các bài hài nổi tiếng của Bắc Triều Tiên đã được trình diễn. Và sau gặp gỡ của họ tại một trường đại học trên đảo Rusi qua một cái cây cầu từ Vladivostok, ông Putin nói rằng ông và ông Kim đã đồng ý rằng không có và không thể thay thế cho một giải pháp hòa bình về hạt nhân và các vấn đề khác ở trong khu vực. Điều đó có nghĩa rằng cả hai bên đều chấp nhận đến một nền hòa bình trong khu vực bán đảo Bắc Triều Tiên.
Ông được truyền hình Nga dẫn lời nói rằng đất nước của ông đã sẵn sàng tiếp tục hợp tác với chế độ của Kim Jong-un và các quốc gia khác để làm giảm căng thẳng trên bán đảo Bắc Triều Tiên. Với sự tham gia tích cực của cộng đồng quốc tế và tất cả các nước liên quan, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được một mục tiêu của mình và bảo đảm cho nền hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài trên bán đảo Bắc Triều Tiên. Đó là lời ông Vladimir Putin nói trong bữa tiệc. Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội nghị thượng đỉnh, ông Putin đã bày tỏ sự tin tưởng rằng chuyến thăm của ông Kim sẽ giúp hiểu rõ hơn những gì để làm cho để giải quyết vấn đề gọi là rắc rối và chúng ta cần đi đến một vấn đề phi hạt nhân hóa ở tại bán đảo Bắc Triều Tiên. Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của bạn để phát triển một cuộc đối thoại liên triều và, kính thưa quý vị, bình thường hóa quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ, ông Putin nói sau khi gặp gỡ ông Kim. Tất cả những sự kiện đó liên quan đến vấn đề mà chúng ta có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ mới. Và liệu xem Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Kim Jong-un sẽ trình bày những quan điểm của họ như thế nào? Kim rất muốn được Hoa Kỳ để giảm bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt để đổi lấy một số bước giải pháp một phần mà ông ta đã thực hiện năm ngoái. Nhưng Hoa Kỳ đã quyết duy trì các lệnh trừng phạt cho đến khi Triều Tiên được thực hiện các động thái phi hạt nhân hóa quan trọng hơn. Triều Tiên ngày càng tỏ ra sự thất vọng trước các cuộc đàm phán bế tắc. Tuần trước, họ đã thử nghiệm cuộc vũ khí mới và yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phải bị loại khỏi cuộc đàm phán hạt nhân. Và một số chuyên gia nói rằng Kim có thể cố gắng củng cố mối quan hệ của đất nước mình với Nga và Trung Quốc. Những người khác nói rằng ông không rõ vai trò của Nga có thể đóng vai trò lớn như thế nào trong nỗ lực khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh có thể cho phép Putin cố gắng tăng cường ảnh hưởng của mình trong chính trị khu vực và bế tắc đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Và Kim đã đến Vladimir Vostok hôm thứ Tư trên một chuyến tàu bọc thép, nói với truyền hình ở nước Nga rằng ông hy vọng cái chuyến thăm đầu tiên với nước Nga sẽ thành công và hữu ích. Anh gửi lên tình yêu của mình cho nước Nga của cha mình và cho biết ông ta đang dự định tăng cường quan hệ giữa hai nước. Kính thưa quý vị, đó là lời tuyên bố của hai nhân vật chủ chốt cho một trong những cái sự kiện mà chúng ta cần quan tâm đến, đó là vấn đề phi hạt nhân hóa vùng bán đảo Bắc Triều Tiên. Liệu sau cuộc gặp gỡ giữa ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un, Tổng thống Donald Trump sẽ đi một bước mới đến vấn đề gọi là gặp đối diện, hợp tác nói chuyện với ông Kim Jong-un một lần nữa hay là không, và ông có thể đi vào con đường mà không có ông Ngoại trưởng Pompeo trong cái sự yêu cầu của Bắc Triều Tiên hay không? Đó là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải nói đến trong những sự kiện vừa qua mà chúng ta đã lo lắng một thời gian rất dài. Đến bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại một trong những cái chi tiết của vấn đề mà chắc lẽ trong những ngày qua rất nhiều người muốn biết, đó là vấn đề lên tiếng của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến vấn đề sức khỏe của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức nói về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một trong những cái tin tức mà người ta đòi hỏi và người ta mong muốn nghe được từ phía chính phủ. Vì trong một khoảng thời gian vừa qua, kể từ khi cuộc viếng thăm làm việc với tỉnh ủy Rạch Giá là ông Nguyễn, ông một trong những vị bí thư tỉnh ủy của Rạch Giá, và sau đó thì tin tức và hình ảnh của ông Tổng Bí thư không còn nhiều nữa. Ông Nguyễn Thanh Nghị là một trong những người có cơ hội gặp gỡ với ông Nguyễn Phú Trọng vào những ngày 14 và từ đó hình. Thưa quý vị, trong lúc bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, và bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Lê Thị Kim Ngân đã tuyên bố về sức khỏe của ông Chủ tịch và là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh như chúng tôi vừa gửi đến quý vị ở phần trước vẫn chưa có một hình ảnh nào cho thấy tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ sau ngày 14 tháng 4 năm 2019. Bởi thế, tất cả những cái câu hỏi về vấn đề nghi ngờ về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không những riêng của tất cả những người dân Việt Nam, những người khắp nơi trên thế giới hay là các hãng thông tấn như là hãng thông tấn AFP của Pháp, mà ngay cả ông Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đề cập đến vấn đề sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và kính thưa quý vị, trong buổi gặp gỡ giữa ông Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến viếng thăm vừa diễn ra ở tại Bắc Kinh, quý vị cùng với chúng tôi theo dõi buổi gặp gỡ giữa ông Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
hôm 25 tháng 4 nhân dịp sang tham sam Bắc Kinh dự diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường lần thứ hai, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Trung Quốc nhờ Thủ tướng Phúc chuyển lời thăm hỏi chân thành của ông tới Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của Đài Phát thanh theo quốc tế của Trung Quốc cho biết rằng, và cũng theo như CRI, Chủ tịch nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là cộng đồng chung, vận mệnh có ý nghĩa và chiến lược. Theo CRI, Thủ tướng Phúc đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Tập Cận Bình và chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc giành được trong 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhất là trong 40 năm thi hành cải cách mở cửa. Và ông Tập chuyển lời hỏi thăm đến ông Trọng giữ lúc có tin đồn ông Trọng bị bệnh sau chuyến công tác đến Kiên Giang hôm 14 tháng 4. Và hôm 15 tháng 4, truyền thông Việt Nam trích lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng ông Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường sau khi sức khỏe bị ảnh hưởng do cường độ làm việc quá cao và do thời tiết thay đổi. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói cuộc hội kiến nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam và nhất là các mặt hàng nông lâm, thủy sản cũng như việc duy trì hòa bình ổn định tại Biển Đông. Kính thưa quý vị, đó là toàn bộ buổi gặp gỡ giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm Trung Quốc vừa được khởi đi vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Bây giờ thì chúng ta trở lại một trong những sự kiện quan trọng ở tại Florida. Những cái sự kiện này đã đưa ra những cái cuộc biểu tình rầm rộ ở tại Baltimore, ở tại Maryland và vài tiểu bang. Lộn xộn đó đã xảy ra và các đại biểu đã bắt giữ một thiếu niên khác về xâm phạm và khi điện thoại của anh ta rơi xuống đất và Julika để xuống và nhặt nó lên. Và theo báo cáo của cảnh sát, buộc anh ta có lập trường rất là hung hăng, siết chặt nắm đấm và cũng cơ phó nói rằng đấm anh ta là một kỹ thuật đánh lạc hướng để khiến cho anh ta bị còng tay. Và các nhà phê bình nói rằng video này cho thấy không có gì tích cực về hành vi của Duluka. Và theo luật sư của gia đình nói rằng Bancroft cho biết tin rằng toàn bộ tình huống sẽ được đối xử, phải sẽ được xem xét và Duluka là người da trắng. Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo da đen ở phía nam của Florida và trên toàn nước Mỹ sẵn sàng tiếp nhận vấn đề này. Kính thưa quý vị, mà anh ta đã muốn tất cả các đại biểu, tất cả những người cảnh sát này đều phải nghỉ việc và bị sa thải. Họ được cho là làm gương cho chúng tôi. Họ không nên làm những điều đó, cô đã tuyên bố một cách dõng dạc. Bạn biết đấy, để thấy ai đó được cho là đang bảo vệ con tôi làm tổn thương con tôi, và đó là tất cả những gì tôi muốn công lý phải được áp đặt cho họ. Các ủy viên của thành phố Tambarac đã yêu cầu một vị trí phó thứ ba liên quan đến vụ bắt giữ bị cấm làm việc trong thành phố và cảnh sát trưởng đã từ chối. Ông nói rằng cuộc điều tra của ông là không đầy đủ và các đại biểu của ông xứng đáng được xử lý đúng đắn. Kính thưa quý vị, lại thêm một vụ rắc rối của những người từng ủng hộ một em bé 15 tuổi nhặt một cái điện thoại và video ghi lại thì bị một cái cú đấm của ông phó cảnh sát trưởng vào mặt. Và đây là một trong những sự kiện nếu không giải quyết sớm vấn đề này thì chắc lẽ sẽ liên quan đến những cái cuộc biểu tình tuần hành của những người da đen hiện nay đang cần có cơ hội để bảo vệ được gọi là cái vấn đề kỳ thị chủng tộc ở tại Hoa Kỳ. Bây giờ thì chắc là quý vị cũng đã nghe nói rất nhiều. Nhi Huyền đi xe, Nhi Huyền biết rằng Nissan phải không? Yeah. Vâng, Nissan là một trong những cái loại xe cũng được thông dụng, nhiều người sử dụng, yeah, đặc biệt nhất là người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Những chiếc xe Infiniti cũng là một trong những loại chiếc xe cao cấp của Nissan. Yeah. Nhưng một cái nhân vật cao cấp của Nissan thì như thế nào? Đó là cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn có thể sớm ra tù và thả ra khỏi nhà tù sau khi tòa án Nhật Bản đã bác bỏ đơn kháng cáo của các công tố viên vào thứ Năm về việc anh ta đang giam giữ trong tù. Ghosn sẽ phải trả 500 triệu yên, tức là 4.5 triệu đô la tiền bảo lãnh của mình trong trước đó vài ngày. Và các công tố viên đã chiến đấu để giữ lại anh ta tại nhà tù Tokyo và cho rằng anh ta có thể giả mạo bằng chứng hoặc ảnh hưởng đến các nhân chứng. Nhưng tòa án quận Tokyo đã quyết định vào buổi tối và ông ta đã được thả ra. Trong một bước ngoặt mới, tòa án cũng quyết định hạn chế liên lạc với Ghosn, với vợ của anh ta là Carol Ghosn, nhắm vào cô ta như là một liên quan
quan đến các cáo buộc mới nhất và theo nhóm pháp lý của ông ta cho biết, giống như của những Ghosh đã bị bắt vào tháng 11 và được tại ngoại vào đầu tháng 3 nhưng lại bị bắt và giam lại vào ngày 4 tháng 4 vì những lời cáo buộc mới. Bảo lãnh mới nhất đứng đầu với số tiền là 1 tỷ yên là 9 triệu đô la. Ghosh đã được đăng cho bản phát hành vào trước đó. Ông đã bị buộc tội là dưới mức bồi thường sau khi nghỉ hưu và vi phạm niềm tin trong việc chuyển tiền của Nixon và bị cáo buộc phải gánh chịu khoản lỗ đầu tư cá nhân của mình. Kính thưa quý vị, đó là hình ảnh của ông giám đốc công ty Nixon đã bị cáo buộc và đây là lần thứ nhì ông được thả ra sau khi bắt buộc phải đóng thêm tiền thế chấp. Ông Ghosh năm nay 65 tuổi, người Pháp gốc Brazil và nói rằng ông vô tội. Ông cho rằng khoản bồi thường mà ông cho là chưa được báo cáo, không bao giờ được quyết định được thanh toán và các khoản thanh toán được cho là những dịch vụ hợp pháp. Để phát hiện trước đó, đội bảo vệ của ông đã đưa ra các điều kiện đặc biệt như lắp đặt camera giám sát ở vào lối ra vào một nơi cụ thể cho là giám đốc điều hành của những ngôi sao. Kính thưa quý vị, việc trước tiên là chúng ta nói đến vấn đề giam giữ và xét xử ông Ghosh là một trong những sự kiện nổi bật nhất ở tại Nhật Bản ngày hôm nay. Ông đã bị giam rồi được tại ngoại ra và sau đó đã bị bắt lại. Đã đến bây giờ thì lại đóng thêm một cái số tiền giam không, một số tiền tại ngoại khổng lồ. Đây là một vụ tranh chấp có tính cách nội bộ của những công cầu của các công ty xe hơi ở bên Nhật và là một trong những sự kiện có thể làm lay động đến sự quan hệ giữa ông Thủ tướng Abe. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với cà phê sáng và trở lại phần cuối của chương trình. Lẽ nhiên chắc lẽ chúng tôi phải đề cập đến một trong những ngày hội gọi là Crawfish Festival. Vâng. Santa Ana Crawfish sẽ được tân bừng tổ chức trong 3 ngày cuối tuần vào dịp lễ Mother's Day từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối thứ 6 và ngày 10 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối thứ 7, 11 tháng 5 và Chủ nhật 12 tháng 5 2019 tại Trung tâm Công giáo. Là số địa chỉ đó là 1538 Century Boulevard, thành phố Santa Ana, California, góc đường Harbor and Westminster. Tại Santa Ana Crawfish Festival, quý vị sẽ có dịp thưởng thức món crawfish thơm ngon, hương vị Cajun Asian và đậm đà rất là vệ sinh được nấu bởi đầu bếp chuyên nghiệp với những crawfish tươi ngon mang đến từ Louisiana và ít đâu sánh bằng được. Ngoài ra cũng có những món ăn ngon miệng như là phở, Cajun Fried Panda Waffle và nhiều món ngon khác. Và có bán bia và những món giải khát để thưởng thức với crawfish. Và xin mời mọi người đến ủng hộ. Và hãy đưa gia đình đến cùng chung vui dịp lễ Master Days tại Santa Ana Crawfish Festival từ chiều thứ 6 ngày 10 tháng 5 2019 cho đến tối Chủ nhật 12 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Công giáo thành phố Santa Ana, California, góc đường Harbor and Westminster. Vào cửa miễn phí và vé ăn có bán tại Little Sài Gòn TV. Xin gọi số 714-979-9562 và số điện thoại again đó là 979-9562. Kính thưa quý vị, đó là Festival Crawfish sẽ được diễn ra vào ngày lễ những người mẹ vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 tại Trung tâm Công giáo ngay góc đường Harper và đường Westminster. Bây giờ thì chúng ta trở lại một trong những sự kiện mà có thể nói rất tốn nhiều thời giờ và tiền bạc giấy mực. Đó là vấn đề cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Đến bây giờ thì tất cả những sự kiện đã phơi bày ra ánh sáng phía Tổng thống cũng giống như phía Quốc hội có thể bên bằng lòng, bên không bằng lòng. Nhưng chúng ta sống trong cái quốc gia mà có thể nói chúng ta phải chấp nhận theo những gì mà Hiến pháp đã quy định. Bởi thế ngày hôm qua, ông cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đó là ông Rep Section, đã có một buổi nói chuyện tại trường Đại học Amherst. Nếu quý vị có điều kiện đến thành phố Boston đi về phía Tây thì quý vị thấy một cái trường đại học tư nhân rất là nổi tiếng, đó là trường đại học Amherst. Và ông đã có một cái buổi nói chuyện với gần 500 sinh viên, nhưng kém may mắn cho ông thì là số sinh viên đã bỏ đi ra khỏi cái phòng họp và họ được tụ tập bên ngoài và đưa ra những cái lời biểu tình có thể nói không mấy làm vừa lòng ông Rep Section. Tuy nhiên, điều ông Rep Section đã tuyên bố những gì? Ông Rep Section đã tuyên bố: chúng ta hãy tin tưởng vào hệ thống pháp lý của chúng ta. Và trong một buổi nói chuyện tại trường Đại học Amherst, ông Rep Section đã nói: tất cả những sự việc, quá trình đã thực hiện và một quyết định đã được đưa ra, tôi nghĩ rằng nó xứng đáng và cần được tôn trọng. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận kết quả và hãy bắt tay vào công việc kinh doanh của nước Mỹ thì tốt hơn.
Chắc quý vị đã biết, cựu Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống Donald Trump đã nói rằng cuộc điều tra của ông Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ đã được thực hiện mạnh mẽ với tất cả những sự chính trực của nó. Chúng ta đã có quy trình pháp lý lớn nhất trên thế giới và cuộc điều tra đã được thực hiện một cách rất là danh dự. Ông nói rằng quốc hội có quyền giám sát, nhưng ông tin rằng đã đến lúc chúng ta cần phải chấp nhận rằng ông Robert Mueller đã từ chối lời đề nghị buộc tội hình sự với Tổng thống Hoa Kỳ. Một số đảng Dân Chủ đã kêu gọi tiến hành luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump trong bản các báo cáo còn bỏ ngỏ liệu Tổng thống có vi phạm luật hay là không. Sự kiện và những chi tiết buổi nói chuyện được diễn ra trong khuôn viên của trường Đại học Amherst và được tổ chức bởi những người của Đảng Cộng Hòa. Và nó đã bị gián đoạn nhiều lần bởi những người biểu tình đứng lên ở hàng ghế đầu và bước ra ngay sau khi ông Jeff Sessions bắt đầu nói. Theo một sinh viên tham dự trong cái buổi nói chuyện này thì là một cái cuộc tuần hành đi bộ đã được rộng rãi diễn ra ở trong khuôn viên của trường Đại học Amherst. Và các sinh viên đã lên kế hoạch thực hiện nó trong 5 phút qua 5 phút cái bài diễn văn của ông Jeff Sessions được khởi đi. Đây là một cuộc đi bộ im lặng và phần lớn khán giả đã rời khỏi phòng họp. Đây là một cái phòng của nhà nguyện có tên là Johnson, gần có 500 chỗ. Những người bước ra đã nghe thấy những tiếng tụng kinh và diễn hành rất lâu sau khi thoát ra một cái âm thanh của tòa ngay cạnh tòa nhà, và tất cả những sự kiện đã làm cho cái buổi thuyết trình có lúc hình như đã bị gián đoạn. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông là một chủ đề nói chuyện, và ông ta cho rằng đây là đến lúc chúng ta cần phải đóng góp vào những cái sự việc làm cho kinh doanh của Hoa Kỳ trở nên lớn mạnh, làm cho nền kinh tế của chúng ta được phồn vinh và làm cho bảo đảm nền biên giới của chúng ta không bị xâm nhập bởi những người cố tình phá hoại cái gọi là cái cuộc đời tự do của những người Hoa Kỳ chúng ta được tôn trọng bởi luật pháp. Kính thưa quý vị, đó là hình ảnh ông cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions ngày hôm qua có mặt tại trường Đại học Amherst, và ông yêu cầu mọi người phải tôn trọng bản báo cáo của ông Robert Mueller, và như vậy là chúng ta đã trải qua một trong nghị trình đầy đủ thực thi dân chủ cho Hoa Kỳ theo hiến pháp đã quy định. Kính thưa quý vị, chắc lẽ đây là một trong những sự kiện rất lớn lao mà sau khi ông Robert Mueller đưa ra thì cả hai phía, từ phía dân chủ cho đến Cộng hòa, đều có những cái gọi là cảm nhận đối nghịch nhau. Tuy nhiên, việc trước tiên chúng ta phải nói rằng Hoa Kỳ là một quốc gia tôn trọng pháp luật và tôn trọng cái quyền gọi là bình đẳng giữa con người với nhau. Bởi thế chúng ta không thể dựa vào một cái thế lực nào để có thể đàn áp một cái thế lực khác. Tuy nhiên, sự kiện của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller là một sự việc đã kéo dài tới 2 năm, tốn tiền rất nhiều, nhưng đến bây giờ thì cũng chưa có câu trả lời chính xác liệu Tổng thống có cản trở công lý hay không, liệu có sự thông đồng của Nga hay là không. Tuy nhiên, tất cả những cái lời mà báo cáo của ông Robert Mueller đã cho thấy không có những cái dấu hiệu bằng chứng gì để cho thấy chúng ta có thể nói rằng là có sự thông đồng của Ủy ban tranh cử Tổng thống Donald Trump với Cộng hòa Liên bang Nga. Cũng đồng thời là chưa có những cái bằng chứng cụ thể nào để đi đến kết luận là Tổng thống có thể cản trở công lý. Vậy chúng ta chờ xem cuộc chiến của Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ đi về đâu. Nhưng trong lúc đó thì Nhi Huyền thấy làn sóng của những người Mexico và những người ở tất cả những quốc gia chấp nhận và sử dụng Mexico như là một cái phương tiện để đến định cư hoại ở Hoa Kỳ, thì con số năm nay kể từ tháng 1 năm 2019 thì đã có bao nhiêu người đến biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ để định nhập cư lậu vào Hoa Kỳ nè? Mexico cho hay trong năm nay là có tất cả 300.000 người di dân tìm cách tới biên giới Mỹ để thông qua lãnh thổ của Mexico, và Tổng thống Trump rất là đã kết về điều này, Phạm Anh Trọng. Nhưng mà đến bây giờ thì ông Trump đã đưa ra cái quyết định trả về lại nguyên quán của những người này là ba con số lên tới bao nhiêu người? Là hơn 1.000 người Tổng thống Trump đã trả về lại nguyên quán và đi qua là của Mexico là hơn 1.000 người. Và hiện tại vẫn có những cái là đơn vẫn còn đang chờ để được chấp nhận. Kính thưa quý vị, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump hôm qua trong một cái bài tweet của ông đã đả kích một lần nữa Mexico là quốc gia láng giềng chưa làm đủ để ngăn chặn làn sóng di dân hướng về biên giới của Hoa Kỳ. Và bởi thế, tất cả những cái trại gọi là trại tị nạn được xây dựng ở tại trên lãnh thổ của Mexico, lẽ nhiên những cái điều kiện sinh sống ở đó không được mấy làm tốt cho những người mà người ta gọi là những người đi đến nhập cư lậu đến vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cái sự kiện này đã được một số lớn tất cả các giới báo chí cũng giống như tất cả những cơ quan truyền thông truyền thanh đã có mặt tại Mexico để họ đưa ra một vài nhận định cụ thể về tất cả những gì đang diễn ra ở tại cái biên giới này. Đây cũng là một trong những sự kiện rất lớn, phải không thưa Duyên? Hiện tại đang xảy ra với làn sóng của người di dân và vượt biên qua bên này có rất là nhiều từ Mexico, Phạm Anh Trọng. Vâng, đúng như vậy.
Nhưng mà chúng ta phải nói rằng là Hoa Kỳ với tất cả những khả năng hiện hữu của họ đang có thì khó có thể đáp ứng được tất cả những cái nguồn người mà đến quá lớn, quá đông đi. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì chúng ta là những người gốc gác, là những người tị nạn. Chúng ta cũng nhận cái quê hương này là quê hương thứ hai. Và nếu chúng ta nguyện đi và chúng ta làm lơ, chúng ta bỏ quên tất cả những người cũng đồng một cái hoàn cảnh như chúng ta thì có thể cái điều đó không lấy làm tốt. Tuy nhiên, vì chúng ta nhìn vào thực tế hiện nay thì có thể nói rằng Hoa Kỳ không thể đương đầu đổi với một cái con số là 11 triệu người gọi là những người cư trú bất hợp pháp hiện nay đang sống tại Hoa Kỳ và chưa có một cái giải pháp cụ thể nào để giải quyết vấn đề này. Mà trong lúc hàng ngày tiếp tục những cái làn sóng những người đến và từ đầu năm đến bây giờ thì con số là lên tới 300.000 người. Nếu không có những cái biện pháp ngăn chặn cụ thể thì có thể nói là Hoa Kỳ phải đương đầu lại một cái cơn khủng hoảng rất lớn với những người đến định cư bất hợp pháp tại đây. Đó là một sự kiện mà chúng ta cũng phải thông cảm về hoàn cảnh của ông Tổng thống Donald Trump hiện nay. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên có những cái biện pháp quá mạnh để đàn áp những cái người mà có thể nói họ cần tìm đến một cái nơi họ để được họ nói lên cái tiếng nói tự do của họ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay và hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Tạo Yên qua Thời sự Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.